Mình thì mình đã bù cái khu vườn này là trước lúc mình xây nhà rồi. Vì thực ra mình là người sinh ra ở quê, lớn lên ở quê, đâm ra là cây cỏ vườn tường là cái đấy là mình cũng trải qua rất là nhiều. Bây giờ lên thành phố thì không có đất, không có điều kiện để làm những khu vườn dưới mặt đất, thì mình tận dụng cái sân thượng của mình. Ở quê thì dưới mặt đất thì nó sẽ đơn giản hơn, nó dễ hơn, nó không vất vả mà nó nhiều cái khó khăn, ví dụ như là thời tiết nắng nóng thì mưa gió như ở trên sân thượng này. Thực ra thì những cây, có nhiều loại cây mình mới trồng, ví dụ như là cây cây sen hoặc là những cây dưa lưới chẳng hạn. Đấy, thì thực sự là dưa lưới năm nay thì mình mới bắt đầu tập trồng. Thì cái đấy là mình cũng phải tìm hiểu trên các hội nhóm, trên mạng xã hội. Tối thì cả gia đình ăn cơm xong có khi ngồi xem tivi với nhau tí thôi, đâu là ai về phòng đấy. Nhưng bây giờ thì nó khác, bây giờ có thể lại lên đây ngồi ngắm cây, ngồi nói chuyện trên này. Thì bình thường thì các cháu cũng đi học hết cả, nhưng mà từ ngày nghỉ Covid nhiều thì các cháu cũng có nhiều thời gian để lên vườn để chơi, có không gian để vui chơi ở trên này. Thì qua đây thì các cháu, mình cũng thấy là các cháu cũng thêm hiểu biết về cây cối, về các con vật, ngay cả những con sâu con bọ thì cũng có thể phân biệt được.